Ôi, bên dưới hố có nhiều cua quá các bạn ạ. Xin chào các bạn, hôm nay thời tiết thật đẹp. Xe container đang đi đâu vậy nhỉ? Nhìn kìa, xe địa hình và container cùng lên cầu từ hai phía khác nhau. Không, ôi không, mình phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Hay da, hay da, cái hố này sâu quá. Đừng, đừng lại gần đây. Tránh ra nào. Giúp tôi với. Không xong rồi, mọi người đang gặp nguy hiểm. Mình phải tìm người giúp thôi. Xe địa hình nhanh chóng tìm người đến giúp đỡ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người nhanh chóng di chuyển lần lượt tới chiếc hố để giúp đỡ. Bây giờ mình sẽ đến các bạn ấy lên. Được rồi, mình thả dây xuống nhé. Đầu tiên, mình sẽ kéo xe container lên trước. Cố lên nào. Thật may quá đi. Yes. Cảm ơn cậu nhé. Tiếp đó, xe cần cẩu cũng đã thành công giải cứu được Tayo, Lani và Gani ra khỏi hố cua rồi. Thật là nguy hiểm mà. Chúng ta di chuyển khỏi đây thôi. Giờ đến lượt mình. Các cậu đã bị bắt. Mau theo tôi về đồn. Ôi trời, chú cua đang cố gắng chống cự bằng cách kẹp chiếc càng của chúng lại. Các bạn nhỏ nhớ đừng để bị cua kẹp nhé. Sẽ đau lắm đó. Cố lên nào. Chống cự cũng vô ích thôi. Mau lên xe. Xong rồi, đi thôi nào. Những tên còn lại cậu giải quyết nha. Được, hãy để mình. Mình sẽ giải quyết chúng ngay. Ngươi chạy đi đâu? Vậy là những con cua còn lại cũng đã được đưa hết lên xe tải rồi. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, đi thôi. Ôi, nguy hiểm quá. Thật may, xe tải không đâm phải chúng. Không biết anh ấy có ý định xấu gì đây nhỉ? Ôi không! Nhân lúc anh lái xe không để ý, kẻ xấu lẻn ra sau xe. Chiếc xe này sẽ là của ta! Rất nhanh! Kẻ xấu đã lấy đi chiếc xe mất rồi. Trộm. Không ổn rồi, mình phải gọi cho cảnh sát. Nghĩ là làm, anh lái xe liền thông báo vụ việc lên sở cảnh sát. Nhận được thông báo, cảnh sát lập tức lên đường truy bắt tội phạm. Đi nào. Bên này, kẻ xấu vẫn không biết mình đã bị tố giác. Đứng lại. Ôi. Tránh ra. Dám chống lại cảnh sát sao? Alo, tôi cần viện trợ ngăn chặn kẻ xấu ngay lập tức.
Được. Đã bị bắt. Cảm ơn anh đã giúp tôi bắt tội phạm. Tôi biết lỗi rồi. Ồ, là Thanos đây mà. La 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 la. Cậu ấy định làm gì ở đây vậy nhỉ? Cậu ấy đang đào cát ở chiếc hố này lên. Mục đích là gì vậy ta? Ôi trời, có thứ gì ở dưới này này? Là một chiếc ô tô. Các bạn ơi, vẫn còn nữa này. Không biết đây là xe gì ta? Là một chiếc xe tải. Còn màu xanh này là của xe gì nhỉ? Wow, là xe xúc. Chúng mình cùng thử đào sâu xuống xem sao nha. Có nữa này. Yeah. Là một chiếc xe cẩu. Thật tuyệt đấy. Tiếp tục nào. Đây là gì ta? Là đầu kéo tàu hỏa thì phải. Còn gì nữa không nhỉ? À, đây rồi. Một chiếc máy bay. Ở đây tớ thấy cái gì trắng trắng này. Đào cẩn thận, xem đó là gì nào. Wow, là một chiếc xe. Là xe trộn bê tông. Ở đây vẫn còn thứ gì nữa này. Các bạn đoán xem đây là gì nào. Ta-da! Là một chiếc xe ô tô nhỏ xinh. Vậy là Thanos đã đào được rất nhiều ô tô. Bây giờ thì làm sạch tất cả nào. Chúng ta cùng xem lại có những gì nha. Một chiếc máy bay trực thăng này. Đây là xe cẩu. Còn đây là một chiếc ô tô màu cam. Rất tuyệt phải không nào? Xe chở gỗ này. Bạn nhỏ nhớ đây là gì không? Nhỏ. À ha. Này các bạn, đi đi chứ. Đi đi.
không đi sao? Đi mau! Ôi không! Xe tên lửa không biết phía trước là hố sâu nên đã khiến cho cả đoàn xe bị rơi xuống mất rồi. Cứu với! Chưa dừng lại ở đó, mây đen bỗng dưng kéo đến. Một trận mưa rào diễn ra. Mưa lớn khiến cho cát liên tục xối xuống dưới hố, khiến cho các bạn xe bị vùi lấp hết cả. Bây giờ chúng mình hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé. Bùn đất nhiều quá. Là một bạn xe tăng. Còn đây là gì nhỉ? Các bạn nhỏ đoán xem. Ồ, là một chiếc xe cẩu. Ồ, đây là một xe tên lửa. Nguyên nhân khiến cho các bạn xe bị rơi xuống hố đây mà. Còn đây là xe xúc. Tiếp đến là xe trộn xi măng. Lại một bạn xe xúc nữa này. Wow, một bạn xe tải. Cuối cùng là xe cẩu màu đỏ. Làm sạch các bạn ấy nào. Thật tuyệt vời. Nước mạnh quá là một bạn bị đổ rồi kìa. Tèn tèn. Vậy là chúng mình đã thành công giải cứu được các bạn ô tô rồi này. Hãy cùng mình xem lại các bạn ấy một lượt nữa nha. Đây là xe bán tải. Xe cứu hỏa. Cho các bạn ấy phơi nắng cho ráo nước nào. Máy xúc. Bạn ấy có thể xoay được đây. Đây là xe tăng trong quân đội. Thật ngầu phải không nào? Còn đây là gì? Là xe tải. Xe cẩu. Còn đây là xe tên lửa. Bạn ấy cũng được phơi nắng. Còn đây là xe trộn bê tông. Cuối cùng là máy xúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhỏ ở tập tiếp theo nha.